Thời điểm này, các hộ nuôi gà đông tảo trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tập trung chăm sóc, chuẩn bị một lượng lớn gà thương phẩm và những con gà dành làm quà biếu để phục vụ khách dịp Tết Nhâm Dần 2022. Để phục vụ thị trường trong dịp Tết, các hộ chuẩn bị hàng nghìn con gà thịt bán ra thị trường với trọng lượng từ 2,8 đến 3 kg, tương đương khoảng trên 20 tấn gà đông tảo thương phẩm. Hội chăn nuôi và kinh doanh gà đông tảo cho biết năm nay giá gà dao động từ 150 đến 200 nghìn đồng kg gà thương phẩm. Loại gà chân to từ 4 đến 5 kg để làm quà có giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng một con. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng chủ yếu khách đã đặt trước nên sản lượng gà phục vụ Tết khá ổn định. Nói chung là cái số lượng gà của anh em trong dân thì nó cũng không có nhiều. Gà nó cũng đẹp và thị trường cũng có nên là cũng không ế được. Để đáp ứng nhu cầu, lượng lớn khách hàng quen, ngoài 600 con khách đã mua, trại gà Tuấn Vân ở xã Dạ Trạch đã chuẩn bị 300 con loại chân to từ 4 đến 5,5 kg một con để phục vụ khách làm quà biếu Tết. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng bị ảnh hưởng, nhưng đối với giống gà đông tảo, nhiều khách sành ăn, các nhà hàng và thương lái ở các tỉnh như Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng vẫn về đặt mua. Năm nay là mặc dù là do cái chương trình là nó bị dịch giã nó phức tạp, nhưng mà cái lượng gà biếu Tết ấy, thì nó vẫn cứ sôi động từ cuối tháng 11 đến giờ rồi. Tất cả mọi vấn đề, ví dụ như là con giống của chúng tôi cũng chú trọng, đặc biệt vẫn là chú trọng đến cái con giống này, rồi con gà biếu Tết, con gà hàng thương phẩm để đưa ra cho bà con đấy sử dụng trong cái nhu cầu Tết Nguyên Đán, cho bà con được sử dụng cái hàng sạch nhất và coi như là an toàn thực phẩm nhất. Theo hội chăn nuôi và kinh doanh gà đông tảo, năm nay số lượng gà phục vụ Tết chủ yếu là gà thương phẩm. Toàn huyện Khoái Châu có gần 1.000 hộ chăn nuôi. Số hộ nuôi có quy mô lớn đang dự trữ gà phục vụ Tết khoảng 200 hộ, còn giống gà thuần chủng để làm quà biếu khoảng gần 2.000 con.